Sáng thì thường là khoảng lúc nào khỏe thì là khoảng 5 giờ, 5 giờ rưỡi chị dậy. Rồi chị dậy thì chị vệ sinh cá nhân. Rồi xong rồi chị mới đi quét dọn nhà cửa, rồi chị nấu cơm, chị làm cơm. Rồi chị ăn sáng, rồi chị dở cơm. Mẹ chị là năm nay là 79 tuổi. Thì sinh hoạt của mẹ chị là bây giờ mẹ lớn tuổi rồi, mẹ không còn làm gì nữa, là các con lo lại cho mẹ. À, hiện tại bây giờ gia đình của chị là chị, ông xã chị và người con gái lớn. Còn người con gái út của chị thì hiện đang học đại học Hoa Sen ở Hồ Chí Minh. Khi đến công ty thì buổi sáng thì chị sẽ là đầu tiên chị sẽ mở máy của chị lên. Rồi xong chị đi quan sát chuyền mai của chị, quan sát chuyền mai của chị. Rồi coi là cái cái phơi tray này thì mình cũng tham gia, chị nghĩ là cũng nay năm mấy rồi theo chị biết. Thì cái phơi tray thì là chị nghĩ đó là cái phúc lợi của khách hàng, trích một số tiền lợi nhuận của bên khách hàng đó, người ta trích để mà chuyển đến công nhân, nhưng mà đó chỉ là mình chuyển cho cái hiện vật chứ không có chuyển cái hiện tiền đó. Thì chị hiểu về cái phơi tray nó là như vậy. Thì nói chung mình tìm đến fair trade có nghĩa là mình tìm đến cái có cái phúc lợi cho công nhân.